Sự khác biệt lạ lùng của những cô con gái nhà họ Dương khuấy đảo Hoa ngữ. Dương siêu Việt, Baby thuộc hội nhan sắc miễn bàn, mỗi tội diễn kém. Cô Mịch, cô Tử là team thực lực chẳng thiếu nhưng lại cố chấp khó đỡ với ngoại hình. Nếu để ý làng giải trí Hoa ngữ đủ lâu, chắc hẳn mọi người sẽ dễ dàng nhận ra có không ít sao nữ cùng họ Dương. Điểm chung của họ là danh tiếng khủng, nhan sắc đáng nể, nhưng mà đường sự nghiệp lại lạ lùng lắm. Bởi người có visual xuất sắc thì diễn kém, người có tài năng thì phí phạm chén cơm của tổ nghề vì quá coi trọng ngoại hình. Hội đẹp nhưng diễn đơ. Dương siêu Việt bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia show tuyển chọn thần tượng của xứ Trung. Dù chẳng có kỹ năng hát hay nhảy, nhưng ngôi sao trẻ này vẫn có một suất debut nhờ sở hữu ngũ quan xinh xắn, đáng yêu hợp nhãn khán giả đó. Cũng dựa vào ưu thế đó mà Dương siêu Việt được các đoàn phim ưu ái, làm nữ chính của Thả Thính Phượng Minh, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng, Bảy Kiếp May Mắn. Tạo hình xuất sắc miễn bàn, nhưng diễn xuất ý ẻ với phong cách trợn mắt của nữ thần tượng đã khiến khán giả hoang mang muốn tắt tivi vội. Đó là lý do tài nguyên phim ảnh của cô xuống dốc, danh tiếng cũng chẳng còn được như xưa. Tương tự như đàn em Dương siêu Việt, Angela Baby Dương Dĩnh cũng là sao nữ nổi lên nhờ ngoại hình. Với ngũ quan lai hoàn mỹ không tì vết, lại thêm gu thời trang vượt trội, Angela Baby luôn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả mỗi lần khoe sắc trong các sự kiện, được coi là đại diện visual cho dàn tiểu hoa sau 85 đó. Đáng tiếc, ông trời vì lỡ lố tay ban nhan sắc cho Angela Baby nên đã lấy đi kỹ năng diễn xuất của cô. Bà xã cũ của Huỳnh Hiểu Minh nắm trong tay loạt tài nguyên ngon nghẻ như cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Lập Nghiệp. Nhưng càng đóng càng bị anti, khiến khán giả nghe tên là muốn bỏ chạy. Tim có thực lực nhưng lại chấp niệm nhan sắc. Cách đây hơn 20 năm, Dương Tuyết chính là một trong những nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn nhất màn ảnh Hoa ngữ đó. Năm ấy, vai Giang Ngọc Yến của cô trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết xuất sắc đến mức lấn át nữ chính Phạm Băng Băng, còn khiến khán giả si mê bất chấp đây chính là vai phản diện. Đẹp giỏi là thế, nhưng chẳng hiểu sao Dương Tuyết lại bỏ nghề để lấy chồng sinh con. Đã thế, cô còn sa đà vào việc trùng tu nhan sắc, đánh mất ngũ quan hoàn mỹ vạn người mê một thời. Nhìn vào những hình ảnh mới nhất của Dương Tuyết ở ngưỡng tuổi U50, chẳng khán giả nào giấu được sự tiếc nuối. 3 đến 4 năm trước, Dương Mịch là gương mặt được cánh truyền thông Hoa ngữ bình chọn đứng đầu dàn tiểu hoa sau 85 đó. Bởi cô không chỉ là nữ hoàng thời trang dẫn đầu mọi trào lưu trong làng giải trí mà còn khéo chọn kịch bản, trung bình mỗi năm đều có một dự án phim bạo được ra mắt. Thế nhưng, thay vì tập trung vào diễn xuất để nâng cao địa vị, Dương Mịch lại khiến khán giả thất vọng vì sa đà quay show để kiếm tiền, đóng phim mà như quay MV vì chỉ tập trung khoe góc mặt. Hậu quả là khi nhan sắc tàn phai vì trùng tu, sự nghiệp và duyên khán giả của cô cũng tụt dốc. Một cô con gái đình đám khác của nhà họ Dương là Dương Tử cũng từng được xếp vào hàng mỹ nhân thực lực đó, bởi cô xuất thân là sao nhí, góp mặt trong những bộ phim chính kịch có chất lượng cao như Đại Ương Ca. Rõ ràng có thể đi theo con đường thanh y, nhưng vì chấp niệm làm đệ nhất mỹ nhân trên màn ảnh mà Dương Tử quyết sẽ hướng lưu lượng. Vì sa đà vào phim thần tượng mà diễn xuất của Dương Tử cũng bị dậm chân tại chỗ, không còn bùng nổ nữa. Và người ta tin rằng nếu cứ theo hướng này thì Dương Tử sẽ đi vào vết xe đổ của đàn chị Dương Mịch đó. Rõ ràng những cô con gái nhà họ Dương đều có lợi thế đáng ghen tị, nhưng vì hướng đi sai lầm mà sự nghiệp của họ đều bị ảnh hưởng, chẳng còn được yêu thích như xưa.